Hello, xin chào tất cả các anh chị, đây là Nam đẹp. Thì hôm nay SH350 vừa về đến đại lý ha, Nam sẽ quay lên để cho anh chị tham khảo nha. Thì hiện tại Nam đang công tác tại Hết Tân Tiến 3 nha anh chị, ở Cao Lãnh Đồng Tháp. Anh chị ở khu vực Đồng Tháp thì hãy liên hệ với Nam nha. Và chiếc xe Nam đang quay đó là SH350i phiên bản thể thao Fan ABS màu xám đen. Đầu tiên Nam sẽ quay quanh một vòng để cho anh chị quan sát. Cái màu xám này không biết lên video anh chị nhìn như thế nào, nhưng mà ở ngoài nhìn rất là đẹp nha anh chị. Ngoài nhìn nó rất là đẹp. Hôm nay em sẽ review chi tiết luôn, chi tiết tất tần tật của chiếc xe này để anh chị tham khảo nha. Xe vừa về đến đại lý luôn á. Rồi, đây là gương chiếu hậu của xe nhé. Rồi, đây là tay cầm và cục gù. Gù này được xi trắng nha, giống như xi inox á. Tay thắng. Rồi, cái phần màu xám này á là sơn bóng nha anh chị, nước sơn bóng ha. Còn cái phần màu đen này là nước sơn đen nhám. Kết hợp cái đầu đèn là kết hợp với những cái viền mạ chrome. Còn đây là đèn mi nha anh chị, không phải đèn pha nha, đèn mi. Đèn định vị. Rồi dọc xuống cái mặt nạ thì cái mặt nạ này được sơn màu đen nhám và dán cái chữ Honda ha, chữ phẳng chìm nha, màu đỏ. Rồi hai bên là hai cái đèn xi nhan, tất cả đèn là full led nha anh chị, đèn xi nhan cũng đèn led luôn nha. Nhưng mà ở đây thì có một cái miếng mũ đen với những cái lằn gạch tạo điểm nhấn cho xe, và bên ngoài là một cái nắp chụp bằng nhựa nha. Giống như nắp kiến nhựa bên ngoài đó, tạo thêm cái điểm nhấn giống như nhìn gì, giống như là cánh chim anh chị, rất là nổi bật và sang trọng nha. Kết hợp đó là một cái viền mạ chrome, ở giữa là một cái logo có chữ SH. Rồi bên dưới là hệ thống đèn pha của xe nha. Xe sử dụng công nghệ đèn pha LED nha, có pha LED hết giống như SH150. Góc này sẽ nhìn toàn diện nha, rất đẹp nha anh chị. Rồi phía bên dưới là mỏ dè với những cái đường gân, gân nổi. Và đây là cái mắt mèo hình chữ nhật đứng ha, hai bên đó cũng làm tạo nên cái điểm nhấn cho xe luôn. Và xe này sử dụng công nghệ phanh ABS trước sau nha anh chị, có nghĩa là ABS hai kênh đó, bánh trước và bánh sau. Và những cái viền này đây có logo SH này. Cái viền này là cái viền dán thêm nha anh chị, cái viền dán thêm nha, chứ không phải là sơn nha. Cái viền này là viền dán thêm. Rồi về mâm xe, xe này sử dụng vỏ xe là vỏ Metzeler, không biết Nam đọc có đúng không, Metzeler. Và kích thước của cái thông số kỹ thuật của cái vỏ xe này là 110, 70, 16 ha. Mâm này 16 inch. Và mâm này có thiết kế đó là 6 chấu kép nha anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một chấu này là 2 cây, gọi là 6 chấu kép ha. Nhìn nó rất là bắt mắt. Kết hợp với cái viền chỉ này màu đỏ ha, tạo thêm cái điểm nhấn cho xe. Rất là hầm hố ha. Rồi dọc bên hông của xe, đây là một cái hớp vào, tạo lên những cái đường cong, những cái gân. Đường gân này tạo nên cái sự cứng cáp mạnh mẽ và thể thao của một chiếc xe nhé. Đây hớp vào. Rồi ốp sườn của xe, đây là cái logo SH3D nổi ha. Và một cái số 350i này được đính trên một cái giống như một cái ốp mũ xi anh chị. Nó không biết gọi cái này là như thế nào cho nó đúng, nhưng mà nhìn nó rất là sang. Cái miếng này giống như cái miếng ở ngoài mình ốp vào vậy đó, nhìn nó rất là sang nha anh chị. Đây
và dọc theo đó là một cái đường gân nổi đây. Những cái đường này tạo nên cái nét thể thao cứng cáp và sang trọng cho một chiếc xe. Rồi chân, thanh gác chân thì được sơn màu đen luôn ha, nhìn rất là cứng cáp nha. Sơn màu đen nhìn chiếc xe mà chúng ta nó có vẻ cứng cáp hơn. Đây là chân chống điện ha, chân chống bên, chân chống điện. Rồi dọc ra phía sau phần máy của xe đây, đây là phần boe ha, sử dụng công nghệ là ESP Plus. Cái boe nhìn có vẻ nó thon và nó dài hơn ha. Rồi bên dưới là phần lốc máy. Cái lốc máy này nhìn khá to ha anh chị. Đây là chữ Honda. Và cái phần này là cái phần nhựa nha anh chị. Đây, cái phần này đây là bằng nhựa nha, nhựa đen, nhựa đen nhám. Còn đây là cái phần lốc nồi, chân chống giữa. Thường thường á, cái xe của chúng ta cái lốc, cái số máy sẽ nằm ở dưới này, nhưng mà cái xe này cái số máy đóng ở trên này nha. Số máy. Rồi tiếp theo đó là cái phuộc xe. Đây, đây là phuộc xe nha. Có một điểm khác biệt ở cái phuộc này, Nam thấy đó là có một miếng cao su này đây. Nó dài khoảng 3 cm ha. Đó là điểm khác biệt của cái phuộc. Và cái phuộc này hình như chỉnh được đó anh chị. Nó có chế độ chỉnh nè. Còn chi tiết sử dụng như thế nào thì Nam chưa tìm hiểu ha. Rồi, phần bánh sau. Bánh sau cũng sử dụng 6 chấu kép luôn. Và sử dụng vỏ là giống như vỏ trước nha, Metzeler. Kích thước vỏ sau là 130 70 16 luôn nha. Và cũng được dán hai cái viền đỏ này đây. Cái này là dán nha anh chị, chứ không phải sơn nha. Rồi đây là bề mặt gai. Cái vòi của xe này thì được cố định thêm bởi cái một cái miếng này cố định. Cái này Nam không biết gọi là bằng cái gì, nhưng mà nó làm cho cái, nó bảo vệ cái sồi chúng ta nhìn nó chắc chắn hơn. Rồi dọc ra phía sau ha. Phía sau thì đầu tiên là cái tay dắt. Cái tay dắt này thì nó giống với cái tay dắt của SH150 ha, nó bằng nhựa nha anh chị, nó bằng nhựa nhưng mà nó sơn màu đen nhám. Nó sơn màu đen nhám, nhưng mà nhìn cái này nó hơi nhỏ hơn so với chiếc xe ha. Cái này nó to hơn xíu thì nó sẽ phù hợp, nó cân đối hơn. Nhìn cảm giác nó hơi nhỏ ha. Rồi về cái phần đèn hậu, đây có một cái đường viền mạ chrome chạy quanh cái đèn hậu này đây. Công nghệ đèn là đèn led nha anh chị, tất cả led hết, xi nhan cũng led luôn, đèn hậu led luôn. Đây là miếng phản quang và đèn soi biển số ha, led luôn. Sẽ quay góc rộng cho anh chị dễ nhìn nhé. Rồi đây là bô xe. Bô xe có hai lớp ha. Cái lớp này là lớp lớp trong, cái này là cái miếng ốp bên ngoài, cách nhiệt cho nó tốt. Rồi đây là cái bô xe đây. Rồi phanh sau cũng là ABS luôn nha anh chị. Đây ABS hai bánh trước sau nha. Rồi Nam thấy có một điểm khác biệt ở cái chỗ là cây bô anh chị. Cái này nó được làm bằng giống như là bằng đồng anh chị. Rồi mình sẽ đi sâu chi tiết hơn tí xíu nữa. Đây hệ thống quạt pha chiếu xa chiếu gần nha. Đây có bát xin luôn nha anh chị. Đây kèn, chỉnh đồng hồ, xi nhan. Rồi
theo quan sát của Nam thì nó không còn chế độ idling stop ngắt động cơ tạm thời nữa nha anh chị, mà thay vào đó là cái chế độ khóa động cơ, tắt động cơ ha. Khác biệt ở chỗ là chế độ idling stop không có, mà thay vào đó là chế độ ngắt động cơ. Rồi, cái đồng hồ này, cái đồng hồ này về cơ bản thì nó sẽ có hai điểm khác biệt chính so với đồng hồ của SH150. Hai điểm khác biệt đó chính là đây, nó báo áp suất bơm nhớt nha anh chị, báo áp suất bơm nhớt. Và một cái khác biệt thứ hai đó là báo nhiệt độ bên ngoài. Cái này là cái nhiệt độ bên ngoài nha anh chị, ví dụ hiện tại bên ngoài là 32 độ ha, chứ không phải nhiệt độ của xe, của máy xe nha. Đây là hai điểm khác biệt so với SH150. Còn lại là hầu như giống nhau nha anh chị, cũng có ABS, cũng có hệ thống chống trượt, xi nhan, cốt pha đầy đủ. Đây em sẽ mở lại cho anh chị quan sát ha, khi tắt cũng có cái chữ bay giống như SH150 ha. Nói chung về cái đồng hồ này cơ bản theo Nam thấy thì nó chỉ khác biệt có hai điểm như Nam nói thôi, báo áp suất nhớt với lại báo nhiệt độ thôi, còn lại các chế độ thì nó sẽ giống nhau ha. Rồi info B là chỉnh cái đồng hồ nhỏ dưới ha, có chế độ HSC chống trượt không nha. Đó. Rồi, về cơ bản thì đồng hồ nó sẽ giống SH150 ha. Rồi, dọc xuống dưới. Đây. Đây là thông số của xe ha. SH350i. Sản xuất tại Việt Nam. Và xe này nặng 172 kg anh chị, khối lượng bản thân nha. Sản xuất 2021. Dung tích, thể tích làm việc là 329,6 cm khối. Rồi, đây là ổ khóa thông minh của xe nha. Ổ khóa thì giống nhau luôn, giống SH150 luôn. Bên đây thì có một cái ngàm ha, chúng ta mở ra. Rồi, đây là remote của xe nha anh chị. Remote của xe SH350i. Đây là remote của xe. Mỗi xe hai cái remote nha anh chị, nhưng mà tính năng thì vẫn không đổi nha. Có điều nó khác biệt so với SH150i đó là cái nút tìm xe và cái nút chống trộm tích hợp chung với nhau, giống như xe Airbag của chúng ta vậy đó. Khác biệt chỗ đó. Mỗi xe hai cái remote và hai cái thanh mở yên, mã ID. Rồi, cái hộp này nhỏ thôi, chỉ để được ô tai, khẩu trang được thôi, không để được gì nhiều. Ta nhấn vào. Rồi, vẫn có móc treo đồ. Rồi, sàn để chân. Sàn để chân thiết kế nhám ha anh chị, làm cho cái chân của chúng ta bám lên đây nó chắc chắn hơn, nó giảm tối đa tình trạng mà trượt cái chân á. Và bình ắc quy sẽ nằm dưới này ha. Bình ắc quy sẽ nằm dưới khu vực này. Rồi, tiếp theo về cái phần yên xe. Đây, yên xe màu đen, mai những cái đường chỉ đỏ rất là sắc sảo nha anh chị. Đây. Và yên xe thiết kế theo kiểu 2 tầng ha. Khác biệt ở chỗ là cái phần yên của cái chỗ ngồi của cái người điều khiển á, thì nó nhám ha, còn cái người ngồi sau á, thì nó trơn. Yên đen mai chỉ đỏ nhìn rất là nổi bật. Không có logo ở phía sau ha. Rồi, bây giờ mở phần dưới yên lên. Rồi, bình xăng nằm dưới nha anh chị. Bình xăng này có thể tích chứa được là 9,3 lít nha. Bình xăng 9,3 lít. Đây, cốp xe. Cốp xe tích hợp cổng sạc điện thoại USB ha. Rất là tiện lợi ha, không cần phải chuyển đổi. Nam rất thích những cái cổng sạc mà tích hợp sẵn USB như thế này. Chúng ta khỏi cần tốn tiền phải mua thêm cái đẩu chuyển đổi nữa. Và đặc biệt xe này có kết nối Bluetooth với điện thoại luôn nha anh chị. Đó, đây là toàn bộ cốp xe nha. Vì bình xăng nằm phía dưới yên nên cái cốp nó nhỏ ha. Rồi, còn một vấn đề nữa mà Nam nghĩ là khá là nhiều anh chị quan tâm, đó chính là mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của xe SH350i này là 3,54 lít trên 100 km nha anh chị. 3,54 lít trên 100 km. Đó là mức tiêu hao nhiên liệu của xe SH350i Việt Nam. Và xe này được bảo hành theo 3
5 hoặc 30.000 km trên hệ thống hết Honda toàn quốc nha anh chị. Đó là tất tần tật về xe SH350i vừa mới ra mắt. Xe ABS 2 bánh ha. Khóa thông minh và có sẵn luôn tính năng chống trộm. Kết nối Bluetooth qua điện thoại. Khóa động cơ, vân vân. Những cái tính năng rất là ưu việt hiện nay trên tất cả các dòng xe của Honda. Rồi, đó là tất cả chi tiết về chiếc xe SH350 này. Đây là phiên bản thể thao ha, màu xám đen. Anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Nam qua số điện thoại nha. Nam ở khu vực Đồng Tháp, Cao Lãnh nha anh chị. Cao Lãnh của Đồng Tháp. Anh chị nào ở Đồng Tháp thì hãy liên hệ với Nam nha, Nam sẽ hỗ trợ. Rồi bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây nha. Nếu như anh chị có bất kỳ thắc mắc nào về xe này thì hãy liên hệ với Nam nha. Rồi nếu như anh chị cảm thấy video nào hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe và các chương trình khuyến mãi nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo.